Trưa ngày 6 tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin TikToker Tuấn Phỏ Mã bị bắt, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuấn Phỏ Mã, được gọi là Tuấn Bà Sáu, thời gian gần đây nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với clip đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ. Người này sở hữu kênh TikTok Tuấn Phỏ Mã 36 với hơn 300.000 người theo dõi và có tới hơn 3,7 triệu lượt thích, cũng như nhiều video triệu view. Trong các video đăng tải của mình, TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm. Nhiều video của Tuấn Phỏ Mã cũng ghi lại việc người này liên tục xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm cho người đi đường. Hoặc thấy Tuấn Phỏ Mã xuất hiện thì nhiều tổ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm cho người dân, thậm chí đổi địa điểm tuần tra khi thấy Tuấn Phỏ Mã. Nhiều người đặt câu hỏi, Tuấn Phỏ Mã là ai mà có sức ảnh hưởng như vậy? Liên quan đến thông tin Tuấn Phỏ Mã bị bắt, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận việc này là đúng. Tuấn Phỏ Mã bị bắt tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Song, Tuấn Phỏ Mã bị bắt vì hành vi gì vẫn chưa được tiết lộ. Người này đang trong diện theo dõi, chỉ đạo của Bộ Công an từ lâu vì những hành động gây nhiễu. Tuấn Phỏ Mã tên thật là Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê ở Thanh Hóa. Hiện anh đang là tài xế ô tô, thường xuyên rong ruổi trên các nẻo đường tại Hà Nội. Trong các clip, Tuấn Phỏ Mã thường xuất hiện trong xe ô tô bước ra, làm việc với cảnh sát giao thông. Những video được đăng tải lên TikTok thường là những chia sẻ kinh nghiệm đi đường hữu ích của anh. Bên cạnh đó, cách nói chuyện gần gũi, vui vẻ cũng giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi trên cả TikTok và YouTube. Hiện tại, kênh TikTok của anh đã có hơn 258.000 người theo dõi. Sáng tạo nội dung về mảng luật giao thông đường bộ, TikToker Tuấn Phỏ Mã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về sự am hiểu luật giao thông đường bộ và cách xử lý tình huống thông minh khi gặp cảnh sát giao thông, TikToker 8X này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Bởi nhiều người cho rằng Tuấn Phỏ Mã có chút am hiểu về luật giao thông đường bộ, thế nhưng có những tình huống anh dùng luật dừng để lách lỗi. Nhiều người lại để lại bình luận rằng xem video của Tuấn Phỏ Mã giúp họ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đi đường. Nhắc đến TikToker hay YouTuber thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ qua những bàn luận về họ. Vậy với Tuấn Phỏ Mã, cư dân mạng nói gì về anh? Thanh tra giao thông Tuấn Phỏ Mã 36 đó các bạn. 36 là biển số Thanh Hóa, Phỏ Mã là con rể của bác cổ thụ nào đó trong ngành thanh tra giao thông chăng? Em đoán thế. Là một bình luận tò mò của một quý khán giả về danh tính của anh chàng này. Hay bạn cũng có thể bắt gặp những comment như: tiểu sử ông này bí ẩn, em mạnh dạn hỏi, có phải là Phỏ Mã của giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa không nhỉ? Không chỉ những thắc mắc về danh tính của Tuấn, cư dân mạng còn có vẻ rút ra được nhiều bài học cho mình sau các clip mà Tuấn đăng tải. Cả cái đoạn mắt võng với vạch xương cá, xem video mà khai sáng hẳn lên, xem biết được những khúc nào bị lỗi gì mà né. Tóm lại xem video của ông này cũng lọc được nhiều cái hay. Ngoài ra còn có những comment như: tôi có xem video của ông này nhiều, có video ông chỉ nơi mà dễ phạm lỗi nhất, cũng rút ra được kinh nghiệm khi đi qua đoạn đường đó. Nhưng cũng có những video ông dạy theo luật kiểu luật rừng, thật nguy hiểm nếu các bạn trẻ học theo kiểu tìm hiểu luật trên TikTok này. Chỉ những luật rừng để né được công an. Trước sự bùng nổ và tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng giải trí, ai cũng có thể dễ dàng nổi tiếng. Có lẽ vì hào quang ảo đó, nhiều người đã làm ra những video phản cảm, dân chủ quá trớn, thậm chí là các clip trêu ghẹo cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để câu view hoặc quay cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để tạo áp lực. Họ đâu biết rằng trong thế giới ảo ấy lại gây ra những hệ lụy thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống xã hội. Liên quan đến việc quay phim, chụp ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động khi thi hành công vụ, có nhiều ý kiến tranh luận. Có ý kiến cho rằng người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, nên việc ghi âm, ghi hình rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội là bình thường, là quyền của người dân. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến không đồng tình, vì người dân có quyền giám sát nhưng không được lạm dụng quyền này để cản trở hoạt động nghiệp vụ, xâm phạm các quyền về hình ảnh cá nhân. Một vụ việc xảy ra vào tối ngày 12 tháng 2 năm 2023. Tổ công tác Y11-141 thực hiện lập chốt tại nút Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City, Hà Đông. Một phần đường Lê Trọng Tấn hướng từ Hoài Đức đi Hà Đông được lực lượng chức năng ngăn lại để kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Đến 23:35 cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng ô tô mang biển kiểm soát 30H484XX do tài xế VDN, sinh năm 1995, trú tại Phú Thọ điều khiển để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu tổ cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác. Trung tá Nguyễn Đức Huấn, tổ trưởng tổ công tác Y11-141 giải thích cho tài xế VDN biết về việc người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của tổ cảnh sát 141
vì đây là kế hoạch mật do Công an Hà Nội ban hành. Nhưng tài xế N tiếp tục yêu cầu phải cho xem kế hoạch. Tài xế tiếp tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội, kêu gọi những người khác đến chốt kiểm tra để giúp sức. Sự việc kéo dài đến 23 giờ 30 phút cùng ngày. Tuy tài xế không chịu hợp tác, nhưng lực lượng cảnh sát 141 vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Chưa kể, một số kẻ xấu lợi dụng quyền này với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ. Nói về vấn đề này, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho rằng, việc công dân quay phim, chụp ảnh để giám sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật là bình thường. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đòi quay video muốn sử dụng nền tảng mạng xã hội để câu view, câu like. Càng lực lượng chức năng có nhiệm vụ giải thích các thông tư, nghị định, cũng như chỉ cho họ các trang công khai kế hoạch. Được giải thích, nhưng họ vẫn cố tình không chấp hành. Cán bộ làm nhiệm vụ sẽ lập biên bản và lấy nhân chứng là người xung quanh, dùng thiết bị nghiệp vụ quay lại các hành vi vi phạm để làm cơ sở xử lý sau này. Thiếu tá Chiến nhấn mạnh. Tháng 4 năm 2019, Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thực hiện lệnh khám xét nhà khẩn cấp và bắt giam đối tượng Trần Đình Sang, sinh năm 1980, trú tại tổ 40, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Sang. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và quy định tại khoản 1, điều 330 của Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đình Sang 2 năm tù giam. Nhắc đến Trần Đình Sang, cư dân mạng đã trở nên quen thuộc với trang mạng xã hội Facebook Trần Đình Sang và những người bạn, với 99.101 lượt thích và 173.418 người theo dõi. Đây là một người chuyên đăng tải những hình ảnh, video clip để gây rối và hạ uy tín của lực lượng công an trên toàn quốc. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, luật pháp hiện hành không cấm người dân quay phim, chụp ảnh, giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Việc ghi hình được quy định trong thông tư 67/2019/TT-BCA. Cụ thể, người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải đảm bảo các điều kiện, không làm hình ảnh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ, ngoài khu vực bảo vệ trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác. Đặc biệt, trước khi thực hiện quyền giám sát, thì chính người dân cần thực hiện nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật, qua đó tránh hành vi chống đối, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật và xử lý trách nhiệm hình sự.